Alo, tao rồi, tôi táo về đấy chị. Ê, kéo gì? Ê, kéo nó cơ. Táo à? Kiểu ta khơi mà. Kéo thứ tư. Kéo thứ tư à? Hay kéo tao mà. Tô tô, tôi ăn à. Ở khăn này. Đó. Tôi ăn khăn bích tao rồi. Ok, ngon như chân. À, nhà con xí ra. Ở đó, ừ. Ôi, hẳn to này. Wow, teo là chấp bên ơi. Teo ơi. Ôi, tao đứt tắt đồ ra ha. Ôi, hẳn to. Mấy hổ lâu rồi. Sư chỉ sư à? Lì hai. Mấy hổ lâu rồi, lì hai, hẳn bù hào teo này. Bù hào teo. Đá bù tao này. Hảo, chạy chạy. Yông sợ ổng chứ chó bị chắc hoài. Hẳn đồ. Hẳn đi hẳn teo. Sổ hơi thông này. Đang, đá hô. Mỗi cái cá này hái thịt. Mỗi cái rồi họ cấu về đi. Bây cả gì rìa rìa đấy đấy. Cái nhỏ.
Anh đâu là bên lạp thiệt đâu là đến đây đến đây. Rồi ảnh hưởng đáng chi phí chết cha mày một em đây mày chết cậu đây rồi nướng luôn chồng mom chồng mom chồng mom cả bố con ca
cái này là cái này cái cá căng ngon lắm. Một tên chồng bò anh em. Nhỏ ăn nhỏ, to ăn to. Có cá nướng là ngon rồi. Lâu lắm đây, có lẽ phải mấy tháng mới đi câu. Đấy nó rúa được. Sai lầm thiệt, không đem cái quỷ này, không đem cái chân quái, cái chân kẹp mày, điện thoại. Cái này đập đầu nó bắt đầu đập mặt nó đưa mãi bị
Câu mấy tiền luôn chứ tiếng ăn thôi chứ. Đáp là đi về luôn ở thẳng thì ngược. Thì cưa theo tí. Nước. Lưỡi ní, lưỡi nhỏ, lưỡi cái nhỏ cũng lưỡi to. Lưỡi to lưỡi nắm đi nha, bỏ nha. Cái túi nó bỏ trượt đất ra. Chạy lên trên cái câu đi mà thà này, đào. Lưỡi can, cái lưỡi nó hết bạc, ta tố không biết ạ. Không cả nên cái đứng mắc cả to được. Đi dây.